Washington DC năm 1986. Tối nay nhân cơ hội này tôi chào mừng tất cả các bạn có mặt ở tại nơi đây và đặc biệt gửi lời chào tới các quân nhân đang có mặt ở tại nơi đây buổi tối ngày hôm nay trong chương thứ 8 theo sách tin lành của Mark, bắt đầu từ câu 31 tới câu 38. Bấy giờ Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng nhiều người phải chịu khổ, phải có các trưởng lão và thầy thông giáo sẽ bị chối bỏ và sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Ngài nói rõ ràng việc này với các môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại nhìn các môn đồ và của trách Phi-e-rơ. Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta vì ngươi chẳng nghĩ đến điều Đức Chúa Trời mà nghĩ đến điều của loài người. Sau đó Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: nếu ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Hãy chú ý rằng khi Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ, Ngài không bao giờ giấu họ thực tế rằng Ngài kêu họ phải chịu khổ, chịu bắt bớ và chịu chết. Chúng ta có nhiều thứ mà có nhiều người gọi là ân điển rẻ tiền. Theo Đấng Christ thì dễ lắm. Theo Chúa và vào Hội Thánh thì dễ lắm. Và thời Chúa Giê-xu, Ngài kêu gọi họ phải chịu khổ. Ngài không đến để tạo một sân chơi. Ngài gọi họ vào chiến trường, vào trận chiến thuộc linh. Và Ngài nói các con sẽ phải chịu khổ, các con sẽ bị thương và các con sẽ bị chết vì cớ ta. Vì thế gian này sẽ chối bỏ ta, thế gian bị ma quỷ chối bỏ ta, thống trị và nó sẽ chối bỏ ta. Và nếu các con theo ta thì chính các con cũng sẽ vác thập tự giá mình. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ bị mất. Còn ai vì ta và tin lành mà mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống mình. Một người nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và đạo ta giữa thế gian ác tội lỗi này thì con người cùng sẽ hổ thẹn về người khi Ngài ở cùng các thiên sứ ngự đến trong vinh quang của cha Ngài. Kinh Thánh dạy rằng bạn có thân thể, nhưng ở bên sâu bên trong thân thể bạn là linh hồn hay tâm linh của bạn. Chúa Giê-xu phán một linh hồn quý hơn cả thế gian. Rồi bỗng một ngày bạn sẽ thấy mình bỏ lỡ điều hệ trọng nhất trong cuộc đời. Tại sao nó lại quý giá đến như vậy? Đầu tiên nó quý giá vì nó có giá trị đời đời. Thân thể có cấu trúc rất đẹp đẽ nhưng nó có vấn đề. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng sẽ chết. Và nó sẽ theo Kinh Thánh nó phải chết một lần. Và nếu khi bạn xuống hỏa ngục và Đức Chúa Giê-xu đã chết và Ngài đã sống lại, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, tất cả tiếng tăm của cải không thể ngăn nổi sự chết. August là người giàu có nhất Hoa Kỳ theo qua đời mà một cái chết rất là khủng khiếp, một cuộc đời đau khổ và lúc cuối cùng. Nhiều người cũng sẽ như vậy và không hiểu tại sao họ sẽ sống mãi mãi. Họ nói rằng cuộc đời thật là ngắn ngủi, nhưng họ sẽ cười và nói: ô vâng, có thể là tuổi đời 30-40. Nói đúng như vậy. Tôi có thể kể với bạn, có người hỏi tôi vào ngày sinh nhật tôi sẽ là sinh nhật là thứ bao nhiêu. Và khi họ hỏi rằng ông sẽ là sinh nhật 65 thôi, điều gì khiến ông ngạc nhiên nhất ở trong cuộc đời này? Và tôi nói đó là sự ngắn ngủi của cuộc đời. Ấy là cuộc đời thật là ngắn ngủi. Nó đi qua, tôi cảm giác như mình còn là một đứa trẻ. Thỉnh thoảng tôi thấy như là mình 18 tuổi. Rồi tôi đã cảm thấy được tuổi thật của mình. Nhưng nó trôi qua quá nhanh. Và rồi linh hồn giống như thân thể, có nhiều chi thể như tay, mũi, mắt, chân,
Linh hồn cũng có nhiều khía cạnh và thuộc tính. Đầu tiên là có sự hiểu biết, sự khôn ngoan và trí thức. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan như Kinh Thánh chép vậy. Tony, với trí thức của mình đã đưa ra đến cái sự hủy diệt. Đúng, chúng ta có thể có sự trí thức, nhưng chúng ta có sự khôn ngoan để kiểm soát cái công nghệ của mình. Nhưng sự khôn ngoan và trí thức là một phần trong linh hồn của chúng ta. Rồi óc suy xét để cân nhắc và định đoạt và đưa ra những phán xét trong cuộc sống hàng ngày, hay ý chí của bạn là thứ lựa chọn, hay là những cái điều được đặt ra trước đó, những tình cảm của bạn sẽ khiến bạn sợ hãi hay là yêu thương. Trí nhớ là khả năng trí tuệ để lưu giữ trí thức của chúng ta về những ý tưởng hay sự kiện. Lương tâm là thứ để điều khiển linh hồn suy xét và đưa ra sự phán xét về những điều chúng ta nói hoặc làm. Tất cả những điều đó là một phần nằm trong linh hồn của chúng ta, là phần sẽ sống mãi mãi. Khoa học tạo ra những tế bào sống nói về nguyên sinh chất tự nó không thể mỉm cười giữa đau đớn, yêu người khó khăn hay tạo ra hy vọng tràn trề trong tai họa. Chúng không thể chiêm ngưỡng Chúa. Có điều gì đó vượt trên khoa học và các nhà khoa học biết điều đó. Kinh Thánh gọi đó là linh hồn. Điều gì xảy ra khi một người qua đời? Thân thể vẫn ở đó, các bộ phận vẫn ở đó, nhưng một thứ đã đi lìa khỏi thân thể. Linh hồn, tâm linh đã lìa khỏi thân thể. Nó đã đi đâu? Job nói, nhưng tôi thấy tâm linh trong con người tôi. Truyền đạo nói, và bụi cho trở về đất y nguyên thủy, còn thần linh trở về bên Đức Chúa Trời là đấng ban là nó. Nếu là bố mẹ bạn thì bạn sẽ quan tâm điều gì? Quần áo cho con hay là chính con mình? Một người để tớ nói, quần áo còn đây, sạch sẽ và gọn gàng, những đứa trẻ nàng mất rồi. Bạn nghĩ sao về điều đó? Và chúng ta nói như vậy, chúng con đã chăm sóc thân thể của mình. Chúa ạ, thân thể con đây, nó không bỏ mặc. Con đã tập thể dục và tất cả những bài tập ở trên TV của Van Noren hay là của ai đó, con tập hết. Hay con đi bộ, con ăn đúng loại đồ ăn và uống những cái vitamin và khoáng chất, nhiều gói vitamin và khoáng chất mà mỗi ngày một vốc, và con thường xuyên đi khám chữa bệnh. Cứ 6 tháng con lại đi khám định kỳ một lần. Và nhà sĩ thân thể con cân đối cho đến khi nó chết. Và Chúa ơi, con chăm sóc nó, nhưng con lại bỏ mặc linh hồn mình. Con không nuôi dưỡng linh hồn. Con không cho linh hồn con chút vitamin nào. Con không học Kinh Thánh và không nghe lời của Ngài. Con không bao giờ dùng thời gian để trò chuyện với Chúa và cái khía cạnh bản thân của con, linh hồn của con cho Chúa. Con không vâng lời Ngài khi Ngài bảo con yêu người lân cận của con. Con không vâng lời Ngài khi Ngài nói về những người lân cận vô gia cư đang đói khổ, hoặc người lân cận cần có bạn bè và người đó đang cô đơn. Con không có thời gian cho những điều đó. Chúa ơi, thực sự là một vấn đề của thân thể của mình. Theo bạn thì Chúa sẽ làm gì? Bạn thấy đó, có một cái nhà, cái linh hồn là khách trọ và nó còn đến đời đời. Bạn không thể chui ngược trở lại. Bạn không thể sinh ra để sống mãi mãi. Và bạn không thể chui ngược trở lại, bạn không thể ngăn được quá trình đó. Bạn có thể thay đổi hướng đi cho cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu phán rằng cuộc sống có hai con đường rộng và con đường hẹp. Đường rộng dẫn đến sự hủy diệt và đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Và tối nay, một trong hai con đường bạn có thể lựa chọn. Bạn có thể đổi cái đường đi của mình, nhưng bạn không thể thay đổi thực tế rằng bạn là một linh hồn sống và bạn sẽ sống ở đó mãi mãi. Đó là một suy nghĩ nghiêm túc. Và bạn chỉ có vài phút, vài giờ, vài ngày, vài tuần hay vài tháng để quyết định xem mình sẽ đi trên con đường nào. Bây giờ ở TB Louders,
xin lỗi. Thứ hai là nó quý giá vì Satan thích nó. Vì thế mà tôi đọc được về Lauders trên báo đăng tin về có một cái con cá gần 2 mét rất là khiếp đảm và nó là ăn thịt những cái con thú cưng, những con ăn con mèo, con chó và nó đã nuốt chửng. Và cái con này, vật này vừa xấu vừa to và các nhà quan chức đã thuê một người để săn cái con cá sấu này. Và báo mới đăng tin vào tuần trước và tôi xem người ta đã bắt được con cá sấu đó. Tôi nhớ là nhiều lâu trước khi chúng tôi đi theo con đường đến Tamiya và tôi đã ở lại ở Florida ở đó 3-4 năm. Và thực tế thì tôi muốn đưa con gái tôi đi xem một vài thứ ở trên đường Tamiya và tôi đã nhìn thấy một con cá sấu ở trong xe. Và tôi bắn con cá sấu đó. Mất vài tuần sau thì vợ tôi mới tha thứ vì tôi đã bắn cái con cá sấu đó. Tôi đã cứu một con mèo, con chó, con thỏ nào đó. Nhưng vợ tôi đã rất mềm yếu với những cái con cá sấu đó. Kinh Thánh dạy rằng có ma quỷ và nó là một con cá sấu to lớn và xấu xí. Sứ đồ Phi-e-rơ nói ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập xung quanh anh em tìm cắn những người nào có thể nuốt được. Trong một cuộc đời chúng ta thấy có ma quỷ. Kinh Thánh dạy rằng Chúa đang xây dựng một vương quốc. Tối nay tôi sẽ cho bạn thấy vương quốc của Ngài. Tối nay tôi đang làm việc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và khi tôi bước ra nước ngoài, tôi đến Hoa Kỳ, tôi đi ở trong một cái vị trí là cương vị của đại sứ nước Đức Chúa Trời. Tôi là một mục sư, Chúa kêu gọi tôi làm nhà truyền đạo. Từ nhà truyền đạo có nghĩa là người đưa tin. Trong các thành phố Hy Lạp cổ đại, người ta không có báo hay là chip hay là trên TV, và người ta đi loan tin bằng cái người đưa tin lên xuống. Và từ đó thì cái ý nghĩa của nhà truyền đạo trong Tân Ước đó là đưa tin và người loan báo tin lành. Từ nhà truyền giảng tin lành khác với từ phong trào tin lành. Đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn, đôi khi báo chí nhầm lẫn và khi định nghĩa về phong trào của tin lành và về truyền bá hay là truyền giảng. Một người truyền đạo có một chức vụ rất là đẹp đẽ. Chức vụ của người đó là công bố tin lành Chúa yêu bạn, rằng Chúa quan tâm đến đời sống của bạn và bạn phải ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Ngài. Đấng Christ đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của bạn và Ngài đã sống lại. Đó là sứ điệp của nhà truyền đạo. Người ta khuyên, người ta gọi đó là Kram. Một mục sư hoặc giáo sư có thể dạy từ sáng thế đến khải huyền. Những người truyền đạo có một sứ điệp đẹp đẽ hơn và công việc của họ hẹp hơn. Họ đã khiến nhiều người nhận biết và đến với lại Chúa Giêsu. Họ được huấn luyện trở nên những nhà truyền đạo thì đó là công việc của các giáo sư. Một người huấn luyện trong các chiến dịch này đó thì và chúng tôi chuẩn bị nhiều tháng, nhiều năm để chúng tôi cố gắng giúp nhiều người trong các hội thánh. Và vì thế chúng tôi có cái cơ hội để làm việc cùng với những nhà mục sư, những cái người là tổ chức trong các buổi truyền giảng với cái tấm lòng ở trong Chúa cho hội thánh. Chúa đang gây dựng vương quốc của Ngài, nhưng Satan thì cũng đang gây dựng vương quốc của hắn. Hắn có những đặc phái viên. Kinh Thánh Matthew 13 chép Chúa Giêsu nói rằng ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Bạn thấy đó, lời Chúa trong buổi tối ngày hôm nay và khi được gieo ra thì ma quỷ cố gắng cướp đi. Cánh đồng là thế gian, hạt giống tốt là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng cỏ lùng là con cái của ma quỷ và quỷ dữ. Ma quỷ đến và muốn cướp nó đi. Đúng, có kẻ thù. Đó là ma quỷ. Gần đây có một phóng viên thể thao viết về một ngôi sao bóng chày và sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ.
nhiều người đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ theo một cách cũng rất là rẻ mạt, quyết định chối bỏ Chúa Cứu Thế, chối bỏ Đức Chúa Trời và ra ngoài kia tận hưởng cuộc sống lạc thú của thế gian này và trở nên quá mạnh mẽ, hoặc là nó quá cấp thiết ở trong cuộc sống, nó là cái ưu tiên hàng đầu. Ba là linh hồn của bạn được Chúa quan tâm và nó rất là quý giá, bởi vì Ngài đã làm cái sự cứu chuộc tất cả nhiều cách ở trong linh hồn. Đức Chúa Giêsu đã đến và Ngài muốn tất cả mọi người ăn năn tội lỗi của Ngài. Chúa không hề muốn bạn chết mất. Chúa không muốn bạn lạc mất. Ngài muốn bạn được cứu. Và đến nỗi Ngài đã trì hoãn cái sự phán xét để cho thêm thời gian và để Ngài phó cái thập tự giá cho tội lỗi của bạn. Nhưng Đức Chúa Trời đã trở nên một giống như thay thế một tội nhân. Và ngày 14 tháng 4, khi tạp chí Time trích lời của Loven về một nhà thơ Đức, tình yêu là đích thực cuối cùng của lịch sử thế giới, là tiếng Amen của vũ trụ. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Henry Drum đã giảng những bài giảng về nó và viết một cuốn sách về nó. Nhưng Kinh Thánh chép rằng tình yêu thương ở trong điều này. Không phải chúng ta đã yêu thương Ngài, nhưng chính Chúa đã sai con một và yêu chúng ta, và Ngài là Thầy tế lễ. Ngài đã chuộc lỗi chúng ta. Nói cách khác, khi Đấng Christ chết trên thập tự giá, Ngài đã bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với bạn. Và Ngài đã che phủ tội lỗi của bạn. Mọi tội lỗi mà bạn phạm trước mặt Chúa thì đã được Chúa tha thứ. Ngài không bao giờ phán xét bạn. Và sự phán xét sẽ đi qua chính thập tự giá. Tại thập tự giá đó là sự phán xét con của Ngài đã chịu thay thế cho tôi rồi. Và nên tôi phải đối mặt với sự phán xét. Tôi phải đối mặt với cái sự phán xét của Đấng Christ ở nơi của Ngài, và để khai trình cái mọi cái công việc trước mặt Đức Chúa Trời, như sự trung tín, đời sống của tôi có yêu thương anh em hay không, hay là anh chị em hay không, hoặc là các việc làm lành, tôi sẽ bị Chúa phán xét. Nhưng dưới ánh sáng của sự cứu rỗi, dưới ánh sáng của thiên đàng, tất cả những điều đó đã qua. Và Chúa đã, khi mà tôi ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời mình, Ngài đã làm tất cả những điều đó tại thập tự giá cho bạn rồi. Thứ tư là linh hồn rất là quý giá, về bản chất nó đã mất. Khi chúng tôi ở New York, có một cậu bé rơi xuống giếng, và trong vòng một tiếng đồng hồ, và đài phát thanh đã đưa tin rằng cần cái sự cứu giúp, và có 3.000 người đến giúp đỡ chỉ trong một tiếng đồng hồ. Tôi nhớ rằng ở Bắc Carolina, một đứa trẻ đi lạc vào rừng, và gần như vậy cả bang đó gần như đã dừng lại để đi tìm đứa trẻ. Những linh hồn của bạn còn quý giá hơn nhiều. Bạn đã làm gì đối với linh hồn của mình? Bạn mất ở trong đời này. Bạn không có thể có tất cả. Bạn không có cả thế giới, nhưng bạn không thể có cả thế giới, và thậm chí chỉ một nát thôi. Và bạn không thể mang cái linh hồn của mình đi được. Bạn đã bao giờ thấy một chiếc xe đi ở trên đường đến nghĩa trang và kéo theo cái xe cả một cái nhà chưa? Bạn không thể mang nó đi theo được. Tôi khi nhớ đến Rockefeller, khi bố tôi đã đưa tin nhiều năm trước, có người hỏi ông ta để lại bao nhiêu, và câu trả lời là ông ta đã để lại hết, và chúng ta chẳng mang gì đi được. Thế mà chúng ta dỗ dành cả thế giới để tích lũy của cải. Năm là nó quý giá, và cái quý giá nó là phải trả cho cái sự cứu rỗi. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những việc dễ hủy hoại cái việc làm của mình để được cứu chuộc, nhưng mà nhờ huyết báu của Chúa Giêsu là huyết không tì không vết. Trước đây giáo sư James Parker đến từ Anh Quốc đã nói, trong mọi trường hợp thì các quyết định về đời này phải dứt khoát quyết định
phải dứt khoát mà khi tôi đang kêu gọi các bạn đưa ra và tối nay đó là nói cái sự vâng lời với Đức Chúa Giêsu. Trong một cái dòng quảng cáo và bây giờ và mãi mãi, bạn quyết định dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu và bạn sẽ mãi mãi là thuộc về Ngài và bạn sẽ ở cõi đời đời mãi mãi. Gần đây tôi nhận được một bức thư vào tháng 9 của năm ngoái. Ngoài 4 năm làm việc trong một tập đoàn hàng hải còn lại, tôi đã dành cả đời cho cái thành phố này. Và đó là thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ, và sau 23 năm làm cảnh sát, tôi đã được bổ nhiệm làm cảnh sát của thành phố này. Tôi thường xuyên đi lễ nhà thờ, nhưng việc đi lễ đơn thuần chỉ là một cái nghi thức. Trong đầu tôi thì luôn biết về điều đó và tôi thiếu điều gì đó. Khi ông đến buổi truyền giảng, ông hỏi là liệu chúng tôi có biết khi nào mà chúng tôi sẽ qua đời. Tôi không biết. Và khi ông đưa ra cái lời đề nghị và bước lên, và tôi và gia đình tôi đã đơn giản và bước lên, và tôi cảm thấy mọi vấn đề trong đầu và đến với Chúa Giêsu là miễn phí. Tôi đã giành được cái sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời giống như một món quà sau khi tôi tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Và tôi phát hiện ra rằng những cảnh sát khác với cơ đốc nhân, những cảnh sát khác họ có thể đột tử hoặc là họ chết bất cứ lúc nào bởi những cái gánh nặng trong cái nghề nghiệp. Và giờ đây tôi đã có Chúa, và ngày hôm nay tôi được bình an. Bạn có thể mời Ngài đến trong lòng của bạn, và trong tối nay trong hàng ngàn khán giả vẫn đi nhà thờ này, và nhưng bạn không, nếu bạn không có chắc chắn rằng bạn đã được cứu ở trong Chúa Giêsu, linh hồn bạn ở đâu đó, và bạn muốn xác nhận và bạn muốn có sự bình an, có sự vui mừng, sự tha thứ và có sự sống đời đời, tôi sẽ kêu gọi bạn làm một điều mà chúng tôi sẽ làm vào mỗi buổi tối. Tôi sẽ đứng dậy khỏi ghế này, tôi mời bạn đến ở đây và mở lòng mình trước Đấng Christ, ăn năn tội lỗi của mình, rồi tiếp nhận Ngài vào tấm lòng của mình và nói một điều tin quyết bằng cái niềm tin đó và tin rằng Chúa là Đấng ban sự bình an, an ninh cho đời sống của bạn. Bạn hỏi tại sao tôi phải tiến lên phía trước? Bởi vì tất cả những người khi mà Chúa kêu gọi trong Kinh Thánh thì Ngài kêu gọi cách công khai. Tất cả mọi người đều được kêu gọi cách công khai. Và đó là lý do khi mà quyết định dâng cuộc đời lên cho Chúa, thì Chúa nói rằng ta sẽ, một người nào công khai tin nhận đức tin thì ta sẽ công khai tin nhận, xưng nhận người đó trước mặt cha ta. Và tôi muốn bạn hãy xác quyết linh hồn của tôi được an ninh với Chúa. Nào hãy đứng dậy ngay bây giờ, nhanh nào, khi mọi người đang tiến đến. Ở trên màn hình có một cái số điện thoại tư vấn, hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn đang xem truyền hình. Biết bao của Ngài đầy từng vết nhơ, hỡi chiên con trời, con đến đây. Con đến. Có giọng nói nhỏ nhẹ ở bên trong tấm lòng của bạn và muốn bạn cam kết làm điều đó ngay ở cái vị trí của bạn. Bạn có thể ở trong phòng ngủ, trong phòng khách hay là trong khách sạn, và bạn có thể nói vâng với Chúa và ngay bạn sẽ được yên nghỉ ở trên thiên đàng. Khi bạn qua đời, linh hồn bạn sẽ được yên nghỉ. Tôi sẽ cầu nguyện rằng bạn sẽ làm điều đó ngay bây giờ.
Và nếu bạn muốn thì số máy ở trên màn hình có người sẵn sàng nói chuyện với bạn và xác nhận. Và tôi tin rằng bạn sẽ đến hội thánh vào Chúa Nhật. Nguyện xin Chúa ban phước cho bạn. Như bạn đã thấy trên màn hình, hàng trăm người đang đi từ các khán đài xuống sân vận động để đứng trước mục đài, thể hiện sự khao khát cam kết với tấm lòng biết ơn và kết nối với Chúa Giêsu. Đây cũng là thời điểm cam kết của bạn. Và như Ngài Graham vừa khích lệ bạn, hãy dành thời gian để gọi vào số máy ngay ở trên màn hình. Sẽ có một người tâm vấn viên nói chuyện với các bạn. Nếu các bạn ở trong cái đường dây, hãy bốc máy. Professor James Packer from England said some time ago, "This life's decisions must be deemed to be in every case decisive." A decisive decision is what I'm asking you to make tonight, to say yes to Jesus Christ. In the advertising column, there's an ad, "Now and forever." You decide for Christ now, and you'll be His forever. And you'll spend eternity with Him. I received a letter recently in September last year. Other than my 4 years in the Marine Corps, I've spent my entire life in this city, and it's one of the largest cities in America. After 23 years on the police force, I was appointed police chief of this city. I attended church regularly, but church attendance was more or less a ritual. I always knew in my mind that there was something missing. When you came to Cincinnati, I went to the crusade meeting. You asked if we knew where we would be if we died that night. I didn't know. My wife and I went forward at the same time when you gave the invitation. It was such a simple, uncomplicated thing that I had the feeling that I was missing something. I guess the problem was that in police work, it becomes ingrained in you that there's never anything for nothing. It's difficult for a police officer to grasp what you can't buy or earn salvation. It is given to you by the grace of God, and it's a gift, an absolute gift. After I received Christ, I discovered other police officers who are Christians. We have a monthly prayer breakfast now. I have the assurance that if I drop dead, I know where I'm going, and that's a real assurance. The load of that uncertainty has been removed.